Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video câu chuyện của Thanh Đình Soccer ngày hôm nay. Sau khi Real Madrid vào chung kết Champions League, Vinicius và Jude Bellingham đang chiếm lợi thế cho cuộc đua của ông vàng năm nay. Harry Kane và Mbappe bất lợi hơn vì đã bị loại ở bán kết. Nhưng họ vẫn còn Euro 2024 sẽ diễn ra trên đất Đức mùa hè này để lượn ngược dòng và thể hiện khả năng. Những sứ giả của Real Madrid gồm Vinicius và Bellingham chắc chắn nằm trong số những cầu thủ xuất sắc nhất ở mùa giải này. Họ đã vô địch La Liga sớm 4 vòng đấu, giành sơ cúp Tây Ban Nha trước đó. Họ lại vừa giành vé vào trận chung kết sau khi đánh bại cao thủ hùng xám xứ Bavaria Bayern Munich. Cầu thủ chạy cánh người Brazil Vinicius lại có thêm một mùa giải thành công rực rỡ với 21 bàn thắng, 12 đường kiến tạo sau 36 trận trên bộ đấu trường. Không những vậy, Vini còn tỏa sáng trong những trận đấu quan trọng và phong độ trong hai màn trình diễn gần nhất của anh tại Champions League đã chứng minh điều đó. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Manuel Neuer cũng như hơi thiếu một chút may mắn, Vinicius đã có cho mình ít nhất một bàn thắng ở trận đấu này. Thật tiếc khi Vini không thể có một ăn mừng để tôn vinh một trong màn trình diễn đẹp nhất của anh trong áo Real Madrid, nếu không muốn nói là hay nhất ở bán kết lượt về. Minh chứng cho màn trình diễn điểm 10 của Vini đó là dù Joselu là người có cú đúp bàn thắng ở những phút cuối cùng, nhưng chính ngôi sao người Brazil mới là người được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận. Đây cũng là danh hiệu Man of the Match thứ hai mà Vinicius giành được trong hai lượt trận bán kết Champions League với Bayern Munich. Ở lượt đi anh là người đã lập cú đúp để giúp Real cầm hòa đối thủ ngay trên đất Đức. Rõ ràng Vini là ngôi sao chói sáng nhất mang đến chiến thắng chung cuộc cho đại diện Tây Ban Nha trước đối thủ mạnh ở Bundesliga. Vinicius đã cùng với Masumel của Borussia Dortmund đi vào lịch sử của Champions League với tư cách là những cầu thủ đầu tiên hai lần giành được Man of the Match trong một cặp đấu ở bán kết. Đây là thành tích rất khó, nếu như muốn nói là khó có thể lặp lại ở giải đấu số 1 châu Âu cấp câu lạc bộ. Còn Jude Bellingham thì sao? Anh đã ngay lập tức khẳng định mình trong giải ngân hà 3.0 sau khi đến với Santiago Bernabeu vào hè 2023. Trở thành một mắt xích trọng yếu cho đội hình xuất phát của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Bùng nổ hơn trong tấn công với vai trò trên sân cao hơn so với ở Dortmund. Anh gây chú ý khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ hai ở La Liga với 18 pha lập công. Ngoài việc trở thành cầu thủ chạy nhiều nhất La Liga, một trong những cầu thủ dê bóng, chuyền bóng, đoạt bóng và giỏi nhất, Jude Bellingham còn là người giỏi nhất ở những động tác rất cụ thể. Bên cạnh đó, anh còn được ví như là một bóng ma với các đối thủ khi liên tục lẩn khuất giữa đội hình đối phương và bất chợt xuất hiện ở những điểm nóng trong vòng cấm. Tuy hiện tại không còn ghi được nhiều bàn thắng như giai đoạn đầu mùa, nhưng đóng góp của cậu bé với lối chơi chung vẫn là rất khủng. Anh rất khỏe và tích cực tham gia phòng ngự, thế nên Bellingham được vinh danh là hoàn toàn xứng đáng. Bộ đôi của Real Madrid cũng sẽ nằm trong số những ứng viên được yêu thích nhất của Copa và Euro, tương ứng với hai đội tuyển Brazil và đội tuyển Anh. Thành tích tốt của hai đại gia thế giới vào mùa hè này có thể củng cố hơn nữa hồ sơ giành quả vàng của cả hai. Thành tựu của Phil Foden và Rodri, những người cũng sẽ tham dự Euro cùng đội tuyển Anh và Tây Ban Nha sau khi mùa giải kết thúc, cũng sẽ long lanh hơn nếu như đội tuyển quốc gia của họ phục vụ lên ngôi vị cao nhất trên đất Đức tới đây. Phil Foden đang có mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp với 24 bàn thắng, 11 đường kiến tạo sau 49 trận. Với Harry Kane, Bukayo Saka, Bellingham và dàn sao khác bên cạnh anh, hàng công của Tam Sư sẽ khó có thể bị ngăn cản ở Euro 2024. Đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng năm ngoái, Rodri vẫn đang có phong độ xuất sắc vào năm 2024, là cầu thủ chủ chốt trong hệ thống của Pep Guardiola. Anh thường xuyên tổ chức lối chơi, cầm trịch trận đấu cho Manchester City. Một số liệu thống kê cho thấy, The Citizens không thể thiếu anh. Họ đã không thua ở Premier League cho đến khi có Rodri trên sân trong suốt 67 trận, một kỷ lục tuyệt đối ở ngoại Anh. Nhược điểm duy nhất của Rodri là vị trí tiền vệ phòng ngự, khu vực thường bị đánh giá thấp cho các giải thưởng cá nhân. Bất chấp thất bại trong mùa giải cuối cùng khoác áo Paris Saint-Germain tại Champions League, Kylian Mbappe vẫn là một trong ứng viên nặng ký cho cuộc đua của áo vàng. Những sự vắng mặt của chiếc cúp tay voi lớn trong danh sách giải thưởng của siêu sao người Pháp chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến số phiếu bầu. Vì vậy, Mbappe chắc chắn cần một phong độ chói sáng, thậm chí là thăng hoa để giúp đội tuyển Pháp vô địch Euro 2024 và lật ngược thế cờ. Số liệu thống kê của Mbappe vẫn đang rất khủng khiếp. Anh đã ghi 43 bàn thắng, thực hiện 10 kiến tạo trên tổng số 45 trận trong máu của Paris Saint-Germain. Đứng thứ hai ở cấp câu lạc bộ sau Harry Kane, người có 44 bàn, 12 kiến tạo sau 45 trận cho Bayern Munich. Nhưng trong máu đội tuyển quốc gia, Mbappe lại bùng nổ hơn rất nhiều với 6 bàn, 7 phát kiến tạo trong 7 trận, trong khi Harry Kane chỉ có 4 bàn, 1 kiến tạo trong 5 trận cho đội tuyển Anh. Tính ra trên mọi đấu trường ở cấp cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia thì Mbappe lại đang đứng top 1 với 49 bàn thắng, 17 đường kiến tạo sau 52 trận. Còn Harry Kane ở vị trí thứ hai khi đóng góp 48 bàn thắng, 13 pha kiến tạo sau 50 trận. Kane cũng bất lợi hơn một chút khi danh hiệu tập thể ở mùa giải này của anh không có. Anh trắng tay hoàn toàn với Bayern Munich. Mbappe thì cũng đã giành sự cúp Pháp, vô địch Ligue 1 và lọt vào chung kết cúp quốc gia. Ngoài top 4 ứng viên đăng ký nói trên, còn có những cái tên đáng chú ý khác. Saka của Arsenal và đội tuyển Anh nằm trong số đó. Cầu thủ chạy cánh này vẫn còn cơ hội vô địch Premier League và Euro 2024. Là tác giả có một mùa giải xuất sắc, giới mua điệu có thể dễ dàng hình dung anh lọt vào top 10 của áo vàng nếu có màn trình diễn cá nhân và thực thể tốt tại Euro 2024. Florian Wirtz, ngôi sao lấp lánh của Leverkusen vẫn bất bại sau 49 trận, đang chơi một thứ bóng đá đẳng cấp cao, đầy cảm hứng sáng tạo cũng như rất chính xác và hiệu quả. Tuy nhiên, điểm trừ của cầu thủ 21 tuổi này chính là ngay cả khi anh thành công ở Euro ngay trên sân nhà
thì việc vắng mặt ở Champions League và danh tiếng kém hơn trước công chúng sẽ ngăn cản anh bước đến những vị trí cao nhất. Lautaro Martinez, vua phá lưới Serie A và là mảnh ghép quan trọng của hàng công đội tuyển Argentina, hay Toni Kroos xuất sắc ở câu lạc bộ và trở lại làm hồi sinh đội tuyển Đức vào tháng 3, cũng có những xuất hiện ở vị trí đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, những cái tên có lẽ đã không còn nặng ký. Lionel Messi, tác giả của những màn trình diễn rất tốt ở MLS, một giải vô địch quốc gia không gục đội xuống hạng, bị đánh giá thấp hơn quá nhiều so với những giải đấu hàng đầu châu Âu, nên khó trở thành một ứng viên đáng tin cậy. Sau một kỳ Copa bùng nổ và thành công, vẫn có thể giúp cho Lionel Messi tạo ra điều kỳ diệu. Nhưng trừ khi đó phải là giải đấu mà Messi tỏa sáng kinh khủng như đã từng làm ở kỳ Copa trước, tức là vừa là vua phá lưới, vừa là vua kiến tạo, mà ở độ tuổi này đòi hỏi Messi như vậy thì là hơi quá sức. Erling Haaland và Martin Odegaard rất tiếc không có cơ hội tham dự Euro cùng đội tuyển Na Uy sau những mùa giải thành công tại câu lạc bộ. Cú máy ghi bàn người Na Uy vẫn đang có phong độ khá thấp so với mùa giải trước, nên việc Anh duy trì vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của bóng vàng năm nay là điều không thể. Tương tự, ngay cả một kỳ Euro đại thành công thì những Antoine Griezmann, Masumel, Malen, Julian Brand hay Gregor Kobel cũng rất khó có cơ hội đứng ở những vị trí cao nhất. Tính cho thời điểm hiện tại, Bellingham đang được các nhà cái đánh giá cao nhất cho khả năng giành quả bóng vàng đầu tiên sau kỷ nguyên Siro. Theo đó, tỷ lệ đặt cược cho ngôi sao người Anh giành quả bóng vàng năm nay được niêm yết là đặt 4-9. Xếp thứ hai là người đồng đội của anh tại Real Madrid, Vinicius với tỷ lệ đặt 2-7. Tiếp đến Harry Kane đặt 2-9, trong khi Mbappe đứng thứ tư với tỷ lệ đặt 1-5. Thưa quý vị, mọi người dự đoán cầu thủ nào sẽ giành quả bóng vàng năm nay? Hãy để lại những nhận định của mình ở bên dưới và lý do tại sao mọi người tin là như vậy. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã đến và theo dõi video ngày hôm nay của Thanh Đình Soccer. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Thanh Đình Soccer. Nhớ bấm chuông để trở thành người sớm nhất nhận được những câu chuyện hot nhất mà chúng tôi gửi đến mỗi ngày. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện và video tiếp theo.